Ngũ cốc hoặc thanh protein. Cả hai loại đều có thể chứa rất nhiều đường. Cơ thể sẽ đốt cháy năng lượng nhanh chóng và khiến người tập cảm thấy mình chậm chạp hơn trong quá trình tập luyện. Các loại rau giàu chất xơ. Cơ thể cần chất xơ nhưng không phải là trước khi tập luyện. Các loại rau như bông cải xanh, bông cải trắng có thể khó tiêu hóa và khiến việc tập luyện trở nên khó khăn. Nên ăn các loại rau dễ hơn như măng tây hoặc khoai tây nấu chín kỹ. Thực phẩm giàu chất béo. Ăn thực phẩm có chứa nhiều chất béo có thể là một sai lầm trước khi vận động. Thịt đỏ khiến cơ thể phải làm việc vất vả hơn để chuyển hóa chất béo thành năng lượng. Điều đó có thể khiến cơ thể mệt mỏi trước khi bắt đầu tập luyện. Sữa chua có hương vị. Sữa chua có hương vị có thể chứa rất nhiều đường và chất béo, cả hai đều không tốt cho quá trình tập luyện. Nếu không tiêu hóa được sữa dễ dàng, người tập có thể bị đầy bụng và cản trở trong quá trình tập luyện. Sinh tố nhiều đường. Sinh tố là một cách tuyệt vời để bổ sung nước và hấp thu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, một số loại sinh tố chứa rất nhiều đường nhưng chỉ cung cấp rất ít năng lượng trước khi tập luyện. Tùy thuộc vào thành phần, một ly sinh tố có thể cung cấp tới 800 calo. Thức ăn nhanh. Ăn thức ăn nhanh trước khi tập luyện sẽ dẫn đến đầy bụng. Chất béo và đường trong hầu hết các món ăn nhanh sẽ khiến người tập không đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình tập luyện của mình. Nước tăng lực. Nước tăng lực có nhiều thành phần, có thể khiến người tập bồn chồn, đồng thời làm tăng nhịp tim và huyết áp. Tốt hơn hết là nên tránh uống nước tăng lực cho đến khi tập luyện xong. Nước ngọt. Nước ngọt có thể cung cấp gấp đôi lượng đường và caffeine mỗi ngày. Người tập sẽ nhanh chóng bị hết năng lượng và calo, cùng với tất cả các vấn đề khác mà caffeine có thể gây ra. Nước ngọt thực sự không chứa chất dinh dưỡng và không nên uống nước ngọt để bổ sung nước cho cơ thể. Lựa chọn sai thực phẩm trước khi tập luyện đã không tốt, nhưng không ăn nhẹ trước khi tập luyện cũng không phải là cách tối ưu, ngay cả khi người tập đang cố gắng để giảm cân. Cơ thể cần nhiên liệu để có thể hoạt động mạnh mẽ, nhưng cần được cung cấp một cách phù hợp và vào đúng thời điểm. Vậy trước khi tập luyện ta nên ăn những gì? Các chuyên gia cho biết tốt nhất là ăn nhẹ, kết hợp giữa tinh bột và chất đạm. Tinh bột để cung cấp nhiên liệu cho cơ thể hoạt động, và chất đạm để cơ thể sẵn sàng xây dựng và phục hồi cơ bắp. Một quả chuối, một ít bơ đậu phộng kết hợp với bánh quy giòn, một ít các loại hạt và nho khô, hay có thể là một quả trứng luộc. Trước khi tập luyện từ 1 cho đến 3 giờ, nên ăn một bữa phù hợp. Nếu ăn ngay trước khi tập, máu và oxy của toàn cơ thể sẽ phải chuyển tới hệ tiêu hóa để hấp thụ thức ăn. Quá trình này vô tình có thể làm giảm hiệu quả trong suốt quá trình tập luyện của bạn.